nên cắt cái nào ra sau đấy là mình dạy. Mình còn không nhấn. Bởi vậy mà chưa mà không nhấn á cô. Trời. Nhìn vô tại sao nó lại như vậy. Chỉ này đẹp đi ta. Trên thui xì xì. Chắc bà dễ dày á cô. Dễ là chị mua nhiêu ạ? Nhiêu mức chị? Hết nhiêu lên 100 ngàn. Hả? Cái gì? Sao có dễ được không? Trả nợ được cho em không? Dễ đâu, còn có tay để ở nhà rồi. Cái nào tốt quá thì công việc nhưng mà dễ được. Cái này thì để mai vậy nó ba xong cả. Nhưng mà lúc mà học á, chị phải cố gắng theo từng buổi kìa. Nó kiểm tra đúng rồi, quá trình đi, quy trình đi Trang. Ủa gì chị Linh không mai mà nhớ hay đó. Sao không có, mai hư rồi đó, không mai. Hư là vô nhớ cái liền. Vô cái cổ đó, vô cái bông á. Ráp vài con. Cắt áo bây giờ. Áo gì? Cắt áo mà cắt trời đang mai ở nhà. Mình cắt cho mẹ cháu rồi mà. Được không? Được. Cắt, giữ, cắt đôi bãi, cắt xô. Cắt đôi bãi, cắt xô. Cắt đôi bãi, cắt xô. Mai trường một con.